Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đến với cả game đấu đầu tiên trên màn hình của chúng ta hiện nay. Thì đây là anh Terra màu đỏ của chúng ta. Anh này anh là một anh Padawan của chúng ta. Chính xác là Padawan. Quên sớm mất phím rồi. Còn phía trên này thì là anh rớt một xanh của chúng ta. Anh này anh rớt đến từ Italy. Anh này cũng không biết, tôi cũng đầu tiên thôi, tôi cũng được theo dõi anh này. Anh ấy thi đấu rồi, Parawan thì theo dõi nhiều rồi. Hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng hiện nay income của APM của hai kiếm thủ Parawan ở Việt Nam hiện nay đang kêu hơi lag. Nhưng mà APM thì vẫn lâu lâu spam lên tí. Còn anh rớt của chúng ta thì vẫn đều đặn rơi vào khoảng tầm 150 đến 200. Hiện nay thì như các bạn biết rằng đây là một trận đấu giao hữu của Việt Nam đối đầu với cả Italy. Các anh này tôi không biết, các anh ấy thường thì hay chơi ở bên server EU, nhưng mà do khoảng cách giữa Việt Nam với cả EU cho nên là mình đã tự, cho nên là hai bên đã quyết định là sẽ chơi ở bên NA như này. Với cái việc mà chơi bên này thì nói chung là hình như là nếu mình không nhầm thì cả hai là đều lag cả. Và hầu như các game thủ ở Việt Nam thì như nhau cả thôi, lag như nhau cả thôi. Còn ở bên kia thì mình cũng không biết là có ngon hơn hay không nữa. Hiện nay thì Parawan, Parawan vẫn đang ngồi đặt xuống cho mình cái Barak ở đây và không ăn gà. Như vậy có nghĩa là sẽ không có Reaper rồi. Còn ở phía bên kia thì rớt của chúng ta đã lên quyết định là lên thẳng cho mình Hatchery luôn. Lên thẳng Hatchery để có thể là có lợi thế về nền kinh tế. Như vậy cả hai anh này có khả năng là đều đang muốn đẩy trận đấu về mid game. Không hề có ai muốn kết thúc nhau sớm cả. Anh em chờ tí nha. Lâu lâu tôi quên sứ mất phím rồi. Bây giờ lại còn có mấy anh lại còn cứ gọi trên chat room này, đã mệt không, rất là buồn, rất là đáng tiếc, nhưng mà mình cũng đành phải chấp nhận thôi, không thể nào trả trả lời bạn được. Đâu nhà social đây, ta tạm đi cho nó đỡ ấy nhá. Còn tới hiện nay thì Parowan cũng đã bắt đầu là ra ngoài để ăn mỏ thứ hai cho mình rồi. Anh ấy mới có mấy con Marine cơ bản thôi. Đây mới có Army Supply, mới có khoảng tầm 3 thanh niên này, chưa thấm vào đâu cả. Còn ở phía bên kia thì rớt của chúng ta đang bắt đầu móc ra cho mình, vừa móc ra xong 6 con rớt linh rồi. Hiện nay nó đang bắt đầu di chuyển thưa các bạn. Vâng, 6 con rớt linh đã bắt đầu di chuyển. Chúng ta cùng xem là nó sẽ sang bên mỏ của đối phương để làm gì đây. Tệm này thì ở bên nhà thì rớt vừa mới bắt đầu nâng cấp cho mình speed link thôi. Còn Terran của tại này thì đang đặt thêm cho mình hai block nữa. Với cái lượng Marine hiện nay nó rơi khoảng tầm 5 con này, tôi nghĩ chắc chắn là Parawan dễ dàng đuổi được mấy con rớt linh này đi thôi, không có gì khó cả. Hiện nay các bạn thấy là ở phía bên này thì SCV đang kiểm tra xem đối phương đã ăn mỏ bay chưa. Còn ở phía bên này rớt linh đã sang nơi chưa? Vâng, sắp sửa sang nơi rồi. Marine đang ở đây, bốn anh thanh niên Marine luôn. Hiện nay một Marine đang bị surround rồi. Vâng, chém rồi, mất một Marine rồi. Nhưng phía bên này thì Marine còn khá đông. Vâng, rớt linh mất hết rồi. Anh này chắc là cũng bị lag sao nhận anh, cho nên anh ấy không đưa rớt linh của mình về. À, coi như chấp nhận mất luôn bốn con rớt linh. Thì bên trong thì Parawan này cũng mới chỉ ăn nhưng có cho mình có một ga thôi, như vậy thì vẫn chưa có gì bất thường cả các bạn. Hiện nay Parawan lại đang lên cho mình một cái tech lab ở đây để có thể nâng cấp cho mình steam pack hoặc là có mắt siêu hoặc là slow cho Mauder đấy ạ. Phía bên này chúng ta có thể thấy rằng hiện nay thì rớt đang bắt đầu đưa cho mình một con drone ra để chuẩn bị ăn màu ba. Tuy nhiên rất tiếc là hiện nay đã có Parawan, đã có một con SCV đứng đây nghịch hàng rồi, delay để không cho đối phương ăn mỏ. Hiện nay thì các bạn thấy rằng hiện nay Dark Link đang lùa theo SCV rồi, nhưng mà với cái tốc độ này tôi nghĩ SCV sẽ khó có thể chạy thoát được khỏi tầm nhìn của Dark Link. Chưa kể Dark Link sắp sửa hoàn thành xong cho mình thêm cả speed nữa. Với cái việc mà hoàn thành xong speed thì nó dễ dàng bắt được con SCV này thôi. Chúng ta thấy rằng hiện nay thì đây là ở bên anh rớt lại rớt cũng còn có hai con drone đang ăn gà thôi. Cái lượng gà hiện nay của rớt cũng khá thấp. Anh hầu như tập trung hết tất cả lava của mình vào cái việc lên roll up, cho nên bây giờ anh mới bắt đặt xuống cho mình nhà Roy vườn. Như vậy sắp sửa phải ăn thêm cho mình khoảng tầm mấy gà rồi. Đây các bạn thấy vẫn chưa ăn thêm gà đây. Hiện nay thì mỏ ba mới hoàn này khoảng tầm 50-60% thôi. Terran của ta phía bên này thì đang bắt đặt xuống cho mình cái command center. Vâng, đặt command center và anh ấy cũng đang bắt đầu nâng cấp cho mình command shield. Hiện nay thì xét về upgrade thì Terran của ta cũng chưa có cái gì cả.
Đang chờ nâng cấp cho mình xong cái combat shield trước đã. Hiện nay tôi đang bắt đầu đưa quân của mình lên ở vị trí phía trên này rồi. Đi qua Senna Tower và Zerg thì đã phát hiện ra với một con Zergling ở đây, nó vừa nhìn thấy rồi. Quân đội của Terra hiện nay đang bắt đầu đưa thêm rất nhiều quân đội lên. Tôi nhìn thấy rằng là khoảng tầm 7 thanh niên Marine đang lao thẳng phía sang vị trí mỏ của đối phương. Và thấy rằng một hàng dài của quân đội rồi. Hiện nay xét về Army Supply thì Terran của chúng ta cũng đang nhỉnh hơn đối à, cũng đang 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 nhỉnh hơn so với cả đối phương một tí, nhưng mà vấn đề mình ở chỗ khi này hiện nay Rốt đang bắt đầu được mob rồi, nên lực lượng phòng ngự của Zerg mới chỉ có khoảng tầm ba tên quỷ đấy thôi. Vâng, Zergling đang lao ra, Zergling đang ra lao ra, kịp không ngay Terran của ta bao hit and run rồi, nhưng mà không chạy được rồi. Vâng, tốt nhất là quả này thì không chạy rồi, cần phải có khoảng cách, tạo khoảng cách với cả mấy cái con queen ở phía sau. Hiện nay quân Rinfor của Terran đã lên nơi này, Zerg của chúng ta đang đẩy cho mình hai con queen ra. Vâng, à ba queen cũng phải hai Rốt ạ. Không được rồi, cần phải tìm khoảng cách, cứ phải dụ Queen ra hết ở cái phần đầm đầy này, xong rồi bắt đầu nhử Rốt, chơi Rốt với cả chơi Queen này sau. Và hiện nay quân đội Rinfor đã không còn lên được nữa, cho nên Terran của chúng ta cũng phải rút hết quân của mình trở về thôi. Hiện nay Speedling bắt đầu lao lên rồi. Ở phía bên này Terran của chúng ta hiện nay vẫn chưa ăn được màu 3 mình, trong đó Rốt đã hoàn thành xong màu 3 rồi. Thế hôm nay anh ấy cần phải ăn thật sớm cái mỏ này thôi thưa bạn. Chúng ta thấy rằng hiện nay thì Terran phải ăn cho mình thêm hai nhà ga nữa, cùng với anh ấy đang phải gọi thêm cho mình mấy con Mule. Chúng ta sẽ thấy rằng income hiện nay của Terran với nhờ lợi thế gọi thêm, vâng, lại thêm Mule rồi, ba con chắc là income của anh ấy sắp phải vượt so với cả Zerg của tao rồi. Zerg hiện nay đang có khoảng tầm 54 con drone rồi, nhưng mà có vẻ là drone đây bây giờ mới ra nơi các bạn đây, tại vì bây giờ mới ra nơi cho nên là cái lượng income nó vẫn còn khá thấp. Bạn thấy rằng hiện nay APM của anh Zerg nó rơi vào khoảng tầm 200, là một cái APM cỡ bình thường, cỡ tầm trung. Tuy nhiên đối với cả các game thủ rớt thì APM thường nó sẽ phải cao hơn một tí nữa. Hôm nay thì rớt của chúng ta đang có cho mình khoảng tầm 4 con rốt, có vẻ nó là hơi bị ít rốt. Rớt linh hiện nay đang có khoảng tầm 29 con rồi, trong đó Terran của chúng ta hiện nay chơi toàn là ấy thôi. Terran hiện nay đang chơi toàn Marine, hiện nay đang có thêm hai con Mauder ở đây rồi. Quân đội Zerg hiện nay đang bắt đầu di chuyển ở quân ở đây. Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là mục tiêu, đó chính là ở vị trí mỏ 3. Terran hiện nay đang để hết quân của mình ở phía sau này, không biết là có ra kịp để cứu mỏ 3 hay không đây. Vâng, Zergling bắt đầu áp sát rồi. Terran của chúng ta có nhấc auto command lên không? Không nhấc lên thì chết bây giờ. Vâng, đây rồi, nhấc được rồi. Zerg hiện nay đang coi như là quấy kín cái mỏ bên này rồi. Hiện nay Terran của chúng ta sẽ làm gì đây? Cần phải đưa quân ra sớm thôi. Có thể là hiện nay Zerg đang bắt đầu nâng cấp rồi. Tuy nhiên Terran thì của chúng ta đang phải chờ cho nâng cấp Steam Pack hoàn thành xong cơ thì anh mới bắt đầu đưa quân của mình ra được. Terran lại nâng cấp cho mình có Masiu trước, chứ không phải là Steam Pack, cho nên là Terran thời điểm này thì vẫn rất là phải nhún nhường các bạn, tức là cứ phải chờ cho đối phương thôi, cứ kệ cho đối phương phá phách thôi. Mình chỉ chờ thời cơ để mà push thôi. Hiện nay riêng về Army Supply thì Zerg đang tăng nó có lợi hơn khoảng tầm 48 Army Supply và có thêm cả nâng cấp cộng 1 tấn công. Tuy nhiên hiện nay thì Terran sắp sửa hoàn thành xong cho mình nâng cấp 1-1 rồi. Với cái lợi thế nâng cấp 1-1 này thì anh ấy chắc là anh ấy sẽ ngang bằng nâng cấp với cả Zerg mà thôi. Này thì mỏ 3 đã bắt đầu tiến hành khai thác, nhưng mà anh ấy vẫn chưa bắt đầu đưa cho mình những con SCV ở phía bên trong ra, kể cả có là việc gọi Mule ra thưa bạn. Tôi nghĩ là bây giờ cũng cần phải gọi Mule ra thôi. Ở phía bên Zerg của chúng ta hiện nay đang có vẻ là cũng khá tự tin khi mà anh ấy control map khá tốt và giải creep nữa. Hiện nay đã đi được đến giữa map rồi, chúng ta thấy là hiện nay đây là mỏ thứ tư rồi. Ăn mỏ thứ tư ở đây thì có vẻ anh ấy cũng rất là thận trọng trước Terran, chứ anh ấy không hề dám liều lĩnh ăn mỏ ở phía các góc bên này. Khi các bạn biết lúc nãy anh ấy đã rớt của ta đã đập đá xong rồi đấy, đập đá lúc nãy xong rồi nhưng mà vẫn không hề có ý định ăn mỏ vàng. Này quân đội rớt linh lại vào tràn qua ở phía vị trí góc bên này rồi. Terran ra hiện nay không đặt băng cờ ở đây, không biết là có chịu nổi đàn rớt linh này lao vào không. Rớt linh hiện nay nó rơi vào khoảng tầm 39 con thưa bạn, vâng, có vẻ nói hơi đông. Trong đó Terran của ta này mình có khoảng tầm 2-3 con Marine cũng là mấy con Mauder thôi. Hiện nay còn chưa có cả cho mình một cái mê vắc nào, thì không biết là có cái gì hồi máu không đây. Zerg hiện nay đã vào tích quân ở vị trí góc này rồi. Vâng, có rất nhiều bên linh đang ở đây rồi. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một pha tấn công rất lớn của Zerg đang lao thẳng vào vị trí mỏ 3. Không ổn rồi, Zerg linh hiện nay vòng ở vị trí sau sâu ra rồi. Quân đội của Terran đã steam lên và rút về vị trí sau. Hiện giờ có rất nhiều bên linh đây, thử xong úi rồi nổ rồi, thử xong rồi SCV ở đây coi như là bỏ mạng hết rồi. Bây giờ bên linh mà lao auto command coi như xác định luôn. Đây Terran rút vào vị trí phía bên này và phía bên trong bunker, nhưng mà không ăn thua thì bên linh quá đông này. Vâng, không ổn rồi, hiện nay Army sắp lại chênh lệch nhau khoảng tầm 30 rồi. Không ổn như thế nào chúng ta một chút nào cả. Quân đội của dân này tràn ngập ở vị trí mỏ thứ 3. Hiện nay ở đây đang có Rốt, đang có bên linh rồi, chuẩn bị tràn qua vị trí mỏ 2 thôi. Mỏ 2 hiện nay quân đội của Terran cũng đã bắt đầu có đây rồi. Tuy nhiên Widowmine cần phải giải ngay. Widowmine đang đi quá xa, không có được có Overseer đây rồi. Không được rồi, Dược Linh phát hiện ra rồi. Và nổ không nổ rồi. Vâng, một con Widowmine đã bắn quả rocket rồi, rất chính xác. Chết rất nhiều bên linh rồi. Hiện nay thì chênh lệch về farm thì cũng vẫn khoảng đấy thôi các bạn, cũng không chênh lệch nhau nhiều nữa. Terran lại ăn lại mỏ thứ ba cho mình.
trong đó thì giờ tôi nghĩ giờ thể thời điểm này chuẩn bị ăn 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 màu thứ năm rồi, khi mà anh cái giải creep ta đến tận đây rồi thưa bạn. Giờ ăn màu thứ năm cũng không có gì khó khăn cả, trong đó tôi ra này không hề có bất kỳ một con mê vắc nào, như các bạn thấy đấy, không hề mê vắc luôn. Đánh với cả Muta bên Muta Dức Linh ở bên Linh thế này mà không có mê vắc thì cũng có vẻ hơi bị thốn, không có gì hồi máu cả. Bên Linh nó la một phát coi như đi mất nửa nửa đạo quân luôn. Thế này này cũng không hề có ý định là muốn đi phá Crypto thôi các bạn. Này cảm thấy này không hề có bất kỳ một cái nào liên quan đến Crypto cả. Ở bên bên này thì Terra đang đặt lại cho mình cái turret. Vâng, tại sao đặt turret nhỉ? Đáng lẽ phải đặt cho mình băng cơ, đặt supply port để mà mua in thì hay hơn. Này giờ bắt đầu lao vào rồi. Vâng, giờ bắt đầu lao rồi các bạn thì đấy. Vâng, có lao không? Lên rồi, Sora có đội của Terra rồi. Này Widowmine đâu? Widowmine tôi nhìn thấy con Widowmine rồi. Widowmine bây giờ hạ xuống có bắn không? Bắn không, không kịp bắn rồi. Này đã có OC ở đây. Vâng, bên Linh và Dương Linh đã xử lý xong hết tất cả các đạo quân của Terra ở vị trí bên ngoài rồi. Này bắt đầu tràn vào vị trí bên trong luôn. Vâng, lao vào trong luôn. Đầu tiên sẽ là những con SCV, sau đó là đến những cái Optocomment này. Optocomment này kịp không? Không được rồi, không nhấc kịp rồi. Quả này mất Optocomment rồi. Vâng, con đội giờ tràn ngập ở cái vị trí mỏ thứ hai rồi bạn. Quả này thì xong rồi. Hôm nay chắc chuẩn bị gọi GG thôi. Widowmine hạ chưa? Vâng, và còn chưa hạ đây, nó còn đang lu lanh quanh đây thưa bạn. Không ổn rồi, Terran tỏa ra hiện nay còn không đưa được. Vâng, không mua nổi ở cái vị trí góc này rồi. Bắt đầu đưa mấy con Marine xuống nhưng mà Zergling lao lên không ổn rồi. Hiện nay quân đội của bên Linh móp thẳng trực tiếp vào cái vị trí góc này luôn. Mỏ 2 hiện nay toàn bên Linh rồi. Còn thấy Zergling bên Linh nhung nhúc đây rồi, bên Linh chỉ cần lao thôi. Aimu thôi, Zerg đúng là chỉ cần Aimu thôi là xong rồi. Zerg hiện nay còn không cần phải lên thêm mỏ 5 cho mình các bạn. Vâng, và như vậy là GG rồi. Trận tỷ số diễn ra cũng kết thúc cũng khá trong vánh. Tỷ số hôm tại nay tạm thời là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Italy của chúng ta. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cả game đấu thứ hai đấy các bạn. Game đấu thứ hai thì sẽ do bên Việt Nam chọn map. Chúng ta cùng chờ đợi xem là các thành viên của đội tuyển của team Việt Nam sẽ chọn map nào và sẽ cử game thủ nào ra thi đấu đây.